Trong chuyến công tác tại Quảng Bình, chiều 1 tháng 7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Đồng Hới. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ sự chia sẻ, lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.